tại xã Nông Lây, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thông báo tổ chức cuộc thi máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Một mục đích ý nghĩa là ban quản lý dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet cộng đồng Việt Nam thông báo tổ chức cuộc thi về viết về những câu chuyện đặc sắc tiêu biểu tại những điểm triển khai dự án với chủ đề máy tính cho cộng đồng thay đổi cuộc sống. Cuộc thi nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ những câu chuyện có thật trong cuộc sống hàng ngày, những câu chuyện giản dị xúc động về kinh nghiệm của người dân địa phương bằng nghị lực với quyết tâm tìm tòi sáng tạo và khám phá những điều kỳ diệu mà máy tính và internet mang lại.